Alo, Nobita, alo, Xem nghe nữa rõ giọng là tôi. mình bị bắt theo thằng Doraemon này. Hả? Ủa cái gì vậy? Alo, Ôi. Nobita, Ủa đây là giọng của Doraemon mà. đây, Nobita, em nghe tao này. Ủa nhưng mà Vừa rồi tao, mày đã bị bắt rồi mà. vừa rồi tao đã gắn, tình cờ tao đã nhanh chóng gắn một cái bộ đàm lên người của mày thôi. Bây giờ tao không phải nói chuyện cách dễ dàng. Ồ đúng rồi, tao vẫn đang nghe thấy tiếng của mày nè. Ồ hay thật Doraemon, mày gắn từ lúc nào tao không hay luôn á. Không sao 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 bây giờ nhận tin lời thằng này nhá, mày hãy nhảy vào và đọc nó đi, lên tao bị bắt rồi. Ôi á à, mày hào động á Doraemon ơi, Trời mày ơi, chưa gì không, mày đã bị bắt rồi không, cái này chỉ là một cái kế thôi, nhanh lên nào, bọn nó đang à. rất À là ok, từ từ để tao xem tình hình như thế nào đây. Lúc nãy tao lao vào cũng may mà bọn chúng không thấy tao á, tao chạy vào kịp, còn mày thì mày đã bị bắt. cứ nhanh lên đi mày. Hai tên kia, ơi hình như mày đang nằm ở gần hai cái tên chủ mưu phải không? Đúng rồi Hai tên cầm đầu của tên băng cướp nè, mày có nghe bọn chúng đây nói gì không? á. À đúng rồi, Ừ đúng đây rồi, đây đây, tao có tình cờ nghe thấy cứ mày bọn mày nó mày nói cứ về về ngày tận thế. mày 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 Bọn cứ mày cứ nằm yên đó nha, để tao vẫn nghe bọn chúng nói qua bộ đàm á. ok. Rồi rồi ok, để tao xem nghe xem bọn chúng nói gì đây. Ha, có vẻ như là đây là một cái tên robot khá là ngon này, không biết nó được bán như thế nào ở tương lai đây. Chắc chắn là sẽ rất được nhiều tiền rồi. Chúng ta cũng phải bắn nhanh cái con robot này thôi, kẻo nó mất giá thì chết tôi. Chúng ta cũng cần không cần đến cái đống sắt vụn này đâu. Thôi được rồi, chúng ta sẽ nghỉ qua đêm nay rồi chúng ta sẽ bán cái tên này. Ê, nhưng mà về kế hoạch của ông chủ thì sao hả anh nghe? Cái chuyện này tận thế đó, thì có vẻ như là tôi cũng chưa rõ lắm về cái kế hoạch này, nhưng có vẻ như là nó đang được triển khai khá là minh bạch. Thì tôi cũng không có nắm chắc được đâu, nhưng mà về cái vụ mà chia phần trăm như thế nào với ông chủ thì tính sao vậy anh kia? Tôi thấy là có thể là ông chủ sẽ chia cho mình khá là ít đấy. Ông cứ yên tâm đi, ông chủ của chúng ta là một người rất là rõ ràng và trái, ông ấy không phản bội đâu. Nhưng nếu mà ông ấy có ý định phản bội chúng ta thì ông biết rồi đấy, chúng ta sẽ có cách. Đúng rồi, anh nói rất là có lý. Nhưng mà không biết thì những cái tên cảnh sát thời gian bọn chúng có tìm ra một chúng ta không vậy? Ông cứ yên tâm đi. Cái chuyện đó không phải lo, bởi vì người của chúng tôi đã có cách rồi. Chắc chắn những cái bọn mù đấy bọn nó sẽ không thể tìm ra được nơi trú ẩn này đâu. Ừ, tôi thì cũng nghĩ như vậy đó. Ừ, còn cái kế hoạch tòa nhà cao nhất của cái thành phố này thì không biết dự án đó của ông chủ như thế nào rồi. Nó đang được di chuyển một cách rất là nhanh và gọn. Ông cứ yên tâm đi, những cái chuyện này chúng ta không phải lo. Việc mà ông và tôi lo bây giờ đó chính là lo bán cái con robot này và cái thằng nhóc kia nữa, không hiểu nó trốn đâu rồi. Người của tôi sẽ chắc chắn sẽ bắt được nó. Ừ, tôi cũng không biết nữa. Ê, cái tên nhóc đó kia chạy rất là nhanh. À mà không biết cái vụ này sau khi mà thành công thì chúng ta có bị ảnh hưởng gì không ấy anh kia? Tôi sợ là chúng sẽ đến bắt tôi và gia đình của tôi. Trời ơi, sao ông cứ nghĩ ra mấy cái trò gì nó nghe nó tiêu cực vậy? Làm ơn nghĩ tích cực đi cái coi. Ông cứ yên tâm là chúng ta không bị làm sao hết, ông hiểu không? Trời ơi, làm ơn suy nghĩ nó làm sao nó tích cực đi cái. À, thôi được rồi. Bây giờ thì trời cũng khá là khuya rồi. Rồi chúng ta tạm nghỉ ngơi đi. Tên nhóc kia thì không thể nào mà đi vào đây bắt chúng ta được đâu. Được rồi, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Chắc chắn là người của tôi sẽ bắt được nó thôi. Ôi, đưa ra bao đây. Cái gì? Mày có nghe bọn chúng nói cái gì không? Thôi, tao nghe rõ hết rồi. Trời, Thì ra là như vậy. tao không ngờ là kế hoạch này có kẻ đứng sau. Tao cứ tưởng là chỉ là một thảm họa thiên nhiên thôi. Chắc chắn là không phải rồi. Ơi nhưng mà hình như là hai tên này có một cái phi vụ buôn bán đó rất là kinh hoàng, và hình như là bọn chúng có rất là nhiều tay sai đây. Rồi thì bọn nó mới bán tao còn gì nữa. Ừ, mày cũng sắp Thôi. bị bán rồi đó Raymond. Nhưng mà mày cố gắng nghĩ cái cách giúp tao cái.
bây giờ như thế nào? Bây giờ nè, như là tao thấy là bọn nó đang ngủ rồi á, nên bây giờ mày tranh thủ tầm khoảng một lát nữa, đợi khi nào nó rơi vào cái giấc ngủ sâu rồi thì mày lặng lẽ bỏ qua đây đánh từng đứa một là chúng ta sẽ xong. Ok, được rồi. Bây giờ tao có kế hoạch như thế này nè. Sau khi mà tôi đợi bọn chúng ngủ say á, thì tao sẽ lẻn qua cái đường cánh cửa kia và kể chó cho mày. Và sau đó mày sẽ xử hết những cái tên lính xung quanh, rồi sau đó mình sẽ xử cái tên cầm đầu cuối cùng. Được. Tao nghĩ ok không? Được, ok, để hình hợp lý đó. Được rồi, bây giờ tao sẽ tiến hành luôn cái kế hoạch đây. Cái tên cầm đầu băng cướp này chắc cũng là một cái tên bị lợi dụng bởi tiền bạc thôi, nó không có gì ghê gớm đâu Doraemon. Đúng rồi đó, mấy bọn mày đa số mục đích của nó tiền bạc thôi. Còn vụ của thằng Mugabe thì tao không biết nữa, vì làm sao mà nó lại như thế. Ừ, Mugabe tao cũng có kể cho mày rồi, không biết cái tên đó là ai nữa. Đúng rồi, người ta cũng không hiểu là mục đích để làm ra cái ngày tận thế này là cái gì. Ừ, chắc là một, có thể là nó muốn thay đổi một cái thứ gì đó thì phải. Tao cũng nghĩ vậy. Hoặc là chắc nó muốn... chắn là thằng này đã bị che mắt bởi đúng sự rồi. Thù hận. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ hình như bọn chúng có vẻ như không thấy mày kìa. Không thấy tao và mày đâu. Mà bọn nó ngủ hết rồi mà. Rồi, ok. Hình như những cái tên kia ngủ đứng luôn Doraemon ơi. Bỏ đúng rồi á, thằng này bọn này như kiểu là bọn nó mệt quá. Rồi. Bây giờ tao sẽ cởi chó cho mày, mày sẽ chạy theo tao nha. Bỏ đi. Rồi, đi Doraemon. Đi. Ôi, cái gì đây? Từ từ thôi. Đi thôi. Ôi, mày quá. Ôi, mày đóng cửa gì vậy? Ui giời, thôi kệ đi mày. Từ từ, bây giờ tao sẽ đưa mày súng. Mày còn súng không? Mày có súng rồi phải không? Mày đã còn súng rồi. Rồi, bây giờ mày sẽ xử hết những cái tên lính xung quanh nha. Rồi đây. Hãy đánh bằng tay đi, đừng có sử dụng súng. Tao nghĩ là mày sử dụng súng thì nó sẽ gây tiếng ồn với những cái thằng đang ngủ. Rồi, mày xử cái thằng kia đi, tao sẽ xử thằng mày. Ôi, bọn chúng có súng ghê quá, Doraemon ơi. Ôi đó, thôi mình dùng súng đi. Thôi lỡ rồi, dùng súng luôn. Ôi, bị phát hiện ra, mày hãy xử tên xung quanh đi, tên cầm đầu của để tao. Ui. Một tên. Không sao hết. Ôi, bọn chúng bắn súng ghê quá. Ê, chỉ còn là một cái tên cầm đầu thôi, Doraemon. Ờ, đúng rồi á. Thôi, cẩn thận ra, Mày lại đây, tao... Hình như là bọn... cái thằng đó nó có điều gì muốn nói cơ. Thôi nào. Rồi, mày đứng im mày. Kìa. Mày nói cái gì? Tụi mày cũng hay lắm, nhóc con. Được rồi, nếu đã đến nước này rồi thì... ta sẽ xử lý hai tên người luôn. Ha, được rồi. Nếu mà muốn đấu thì ta sẽ cho người chết luôn. Rồi đâu. Doraemon hãy dán sang khu vực đó ra, nhiều nó bắn ra một cái viên gì đó khá là ghê á. Rồi đây đó. Đó, mày thấy không? Ui, còn mày cực kỳ ghê luôn. Ủa sao mày không bị gây hại gì với đạn của một thằng đó, thằng đó vậy? Mày quên tao là Doraemon làm sao? Tao có rất là nhiều các bảo bối về áo giáp cực kỳ hay luôn. Sao thằng Doraemon này mình thấy nó có gì đó khá là khả nghi đi. Ê, nhưng mà con tên này hình như là đồng bọn của bọn chúng hình như đã bị bắt rồi nè. À đúng rồi, nó không có súng. Rồi là mày cái gì đây? Mau khai ra chỗ bí ẩn và kế hoạch bí mật mà các người đang thực hiện ngay. Đúng rồi, mày hãy khai mau đi trước khi quá muộn. Ôi, có bom Doraemon ơi, ôi, chạy nhanh. Chạy nhanh lên. Chạy thôi. Ôi, tao không đi được, Khải Liên rồi. Nó tự sát luôn mày ơi. Tao không ngờ là nó tự sát luôn. Và như là nó định không có khai ra cái kế hoạch của bọn chúng rồi. Bọn chúng chắc chắn đây là một cái bí mật cực kỳ nguy hiểm luôn. Bọn chúng dám đánh đổi cả mày sống nếu mà không khai ra cái sự thật luôn. Bọn này có vẻ như khá là nguy hiểm. Mình phải cẩn thận hơn. Trên đường đi có thể sẽ gặp rất là nhiều bọn chúng này. Hình như mình càng tiến sâu vào cái khu trung tâm này thì càng dễ gặp. Ơ, Doraemon. Hình như ở kia có hai tên cánh gác nữa kìa. Đúng. À, cái bọn cái diều ấy mà. Thôi mẹ xử bọn chúng đi. Để tao lo. Ô, tao đã bị kẹt vào dòng nước rồi. Ô, xong rồi hả? Ê, Doraemon, cứu tao ra khỏi dòng nước đi.
À, được rồi. Ôi, có vẻ ở trong thành phố này có một cái nguồn nước ngầm hả? Một cái Đúng mạch nước rồi ngầm khá là lớn. Từ từ, nè. Đúng giờ rồi. tao sẽ mày tao với mày đi qua đây kiểm tra một lần nữa xem còn bọn nào trong đây đúng Rồi rồi rồi. Cẩn thận nha, coi chừng bọn chúng sẽ sử dụng bom tự sát á. Rồi rồi rồi. Ồ, thì ra ở đây có một cái lối đi. Ui ui ai 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 ai. Có hai tên đây luôn. Ủa, đúng rồi. Ủa, mày tao nhớ tao bắn chúng mày mà. Mày đi gặp ảo giác rồi đó. Ui. Ai, thôi được rồi, Doraemon ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình thôi. Ok, đi rồi mày. Rồi bây giờ mình đi đâu rồi? Mày cứ đi theo tao đi. Có vẻ như là cái nơi này khá là nguy hiểm nên chúng ta cần phải đi cùng với nhau. Ok. À, nhóc mới nhớ mày còn quả táo vàng nào không? Quả táo mà từ tương lai á. Đây nè, còn một quả thôi đó. Ăn chỉ còn một quả thôi hả? Thôi được rồi, không sao hết. Cứ đi thôi. Giờ chúng ta cần phải xác định cái khu vực mà có. À, đúng rồi, đúng rồi. À, nếu mà muốn an toàn thì đi theo cái hướng này. Thì bên đây là Doraemon ơi. Rồi chúng ta sẽ đi vòng qua để mà đến cái khu vực kia. Mày nhảy lên được không? Có đây, tao nhảy lên rồi. Rồi được rồi. Tốt lắm. Đây, đây là cái khu mà tao nói với mày nó rất là an toàn. U, trời. Còn có cá ngựa nữa. Ủa sao mày lại hay vậy? Ôi lại mưa nữa rồi. Thôi giờ chúng ta cần phải vào nhà chú mưa thôi. Đi thôi. Trời ơi, mưa đây là lắm zombie lắm đây này. Đúng rồi, tại vì trời mưa. À, ở đây có một số cái lều trại nè. Khá là tuyệt vời. Ôi, vào bên trong đây chú mưa khá là ổn đó, Doraemon. Đi. Rồi vào đây chúng ta sẽ nói chuyện một ít. Rồi khi mà đợi hết mưa rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Rồi, giờ mày muốn nói chuyện gì? Tao muốn hỏi là Seiko và Shizuka ở đâu vậy, Doraemon? Chuyện này tao vẫn chưa thể nói với mày được. Đây là một cái bí mật. Tại sao lại là bí mật? Nói chung là cái này nó vẫn ẩn chứa rất là nhiều cái ấy. Chúng ta cần đầu tiên, chúng ta cần phải vượt qua những cái này đã. Rồi tao sẽ nói cho mày được. Mày hiểu không? Tại tao khá là quan tâm về họ nhưng mà tao không biết họ đang ở đâu hết. Yên tâm đi, hiện tại Studio và Shizuka đang ở một nơi rất là an toàn. Chắc chắn. Còn mày có xác định được vị trí của Chen không? Thầy em đó. Cả Chen em nữa, mày cũng cứ yên tâm đi, nó đang rất là an toàn. Ủa? Có gì đó, điều gì đó khá là kỳ lạ Doraemon. Ê, mày thích ăn cái gì? Mày thích ăn cái gì nhất mày còn nhớ không? À, tao thích ăn trứng đó. What? Ủa, mình nhớ là Doraemon rất là ghét ăn trứng mà. À, đúng rồi, đúng rồi. Vậy là mày, khi nào mà trở về ta sẽ mua cho mày rất là nhiều trứng để mà ăn. Được rồi, ok. Thôi bây giờ thì đợi đây. Thôi đi ta sẽ đánh một giấc ngủ ở đây đây. Đây, tao mày đi ngủ đi, tao mệt quá. Tao cũng khá là mệt này. Một ngày mệt mỏi. Bị ga hết mưa rồi nè. Ủa? Hết mưa rồi, dậy đi. Ủa? Gì nhanh vậy? Trời ơi. Hết mưa rồi, trời ơi, tính ra làm tao mày ngủ luôn cả nguyên cả một đêm luôn ở đây rồi đấy. Ôi, trời cũng đã sáng luôn nè. Thôi đi tiếp thôi, Doraemon ơi. Đi thôi. Rồi, tao nghĩ là cái chỗ này khá là khó lên đây. À, đây chỉ là một cái tấm lều bằng vải thôi, chúng ta có thể phá hủy được. Thôi mày. Ôi, mày có nghe thấy tiếng zombie không? Tao có. Như nó ở bên này thì phải. Từ để tao lên cái đã. Sao mày lên tập nhanh tập. Thật. Ủa, phía trên này có rất là nhiều zombie.